Hi, xin chào tất cả các bạn khán giả, mình là Nghĩa, chương trình sẽ ở tại trung cư trong mọi việc phường 3 quận 3 Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên xin chúc tất cả các bạn khán giả sức khỏe, đến mọi người và đến mọi người. Và hôm nay mình giới thiệu với các bạn khán giả một vài chiếc xe Honda NH, giá nó mềm mềm, một tình hợp lý nha các bạn. Ngon, cổ rẻ, bền đẹp, cực đẹp luôn. Đó. Và với chiếc xe đầu tiên muốn xin giới thiệu với các bạn các chị là một chiếc xe Honda NH màu trắng đen Sibon. Chiếc màu trắng đen Sibon này, em này á, các bạn các chị thấy không, một cái xe nó cực kỳ mới luôn. À, tại vì cán chỗ khi các bạn các chị tới là em sẽ gắn kiến đầy đủ nha các bạn, gắn kiến, gắn thảm, hai nhớt nghiêm chỉnh đầy đủ mới hết. Và với một cái chiếc xe Honda NH màu trắng Sibon này tuyệt đẹp này, các bạn có chỉ việc về là đi thôi. À, nó rất là đẹp, nó rất là đẹp, máy thì nó rất là ngon, nói chung là nó mới nguyên, về chỉ việc chạy thôi, xe nó mới, nó tinh luôn, vỏ ra các bạn thấy không, vỏ mới luôn, ga dày, biển số khá là dễ thương luôn, 59X1246 là cả tuần đó các bạn. 246 mãi tài, cả tuần có tiền, cả tuần có tiền, có tiền cả tuần, có làm mới có ăn, không làm lấy gì ăn đó, gì ăn thì phải cố gắng làm thôi, đúng không các bạn, chúng ta phải cố gắng thôi. Và với một chiếc xe Honda NH màu trắng đen Sport này thì em mong muốn bán với giá là 58 triệu nha các bạn, 58 triệu, 58 triệu cho một chiếc xe Honda NH, 58 triệu. Rồi, em xin cảm ơn. Và nếu màu trắng thì lại có màu đen. Đây, em xin thưa với các bạn các anh chị, đây là một chiếc xe Honda NH màu đen. Màu đen bền luôn, màu đen Sibon. Cái kia là bạch công tử, ở này giống như là hắc công tử vậy các bạn. Hai cái xe nó đẹp, nó mới như nhau. Và mấy cái xe này bây giờ là tốc độ nó ok các bạn, bởi vì nó 150 nè, nó chạy nó rất là mạnh. Xe 150, em này mang biển số là 59E1 54120, 54120 thôi đúng rồi. Màu đen này các bạn thấy gì không? Màu đen viền luôn, tuyệt đẹp, màu đen không. Và với một cái chiếc xe còn khá là mới, khá là đẹp như thế này, máy móc của em nó thì các bạn các anh chị biết rồi, cực kỳ ngon. Máy móc thì cực kỳ ngon, cực kỳ mạnh. Để mình lên thử máy một cái, lâu lâu lên cái máy để mình một tay mở. Nghiêm chỉnh si. Em này mang biển số 59M1 46673. Và với cái chiếc xe màu pick-up, pick-up này á, thì với một cái chiếc xe này á, thì mình mong muốn bán với giá là 68 triệu 500 cho các bạn.
máy móc cực lên. À, và kế nữa đây mình xin giới thiệu với các bạn, các anh chị phiên bản một cái chiếc xe mẫu 2019 đi, mẫu 2019 màu trắng đen xì bo, nhưng mà có hệ thống thắng đĩa ABS. À, hệ thống thắng đĩa ABS rất an toàn, tạo cho chúng ta cái cảm giác là đi nó rất là yên tâm, chống bó phanh, chống nắng, bó đĩa gì, nói chung chống trơn chống chạp luôn. Và với một cái xe màu trắng mới tinh, các bạn có chị thấy không, màu trắng của cái xe 2019 nó đẹp, chìa khóa nút cây, chìa khóa thông minh, bếp ga luôn này. Đó, xe nó tinh rồi, đồ đạc của nó thì là còn ốc láng xi còn 7 màu luôn này. Và khi các bạn các chị mua xe này đi thì mình yên tâm cực kỳ. Em này mang biển số 59F2 87141. Đó, và với những chiếc xe mẫu 2019 này rất là được nhiều các cô chú các anh chị tin dùng. Đó, bởi vì nó có hệ thống thắng đĩa ABS trước và sau luôn nha các bạn. Đó, trước và sau luôn, tạo cho chúng ta cái cảm giác là được bảo vệ. Đó, bảo vệ với cái hệ thống thắng đĩa ABS an toàn. Và với chiếc xe Honda đó 2019 này á, cái mẫu 2019 này thì mình mong muốn bán với giá là 79 triệu. À, 79 triệu nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn. Còn qua nữa, cái mẫu này là một cái xe mẫu SH22 luôn rồi. Đó, đây là cái chiếc xe Honda NH mẫu 21-22, nó cũng giống nhau nha các bạn. Nhưng mà xe này được cực kỳ mới luôn, rất là mới luôn, mới tinh luôn. Đèn mắt thiếp nha các bạn. Đèn led mắt thiếp. Nhưng mà xe này cũng vậy, xe này cũng là có cái hệ thống thắng đĩa ABS an toàn, chống trơn chống chợp, ABS, ABS chống trơn chống chợp, chống bó phanh, an tâm tuyệt đối. Và xe này là đồng hồ nó đẹp các bạn. Xe này đi được 5.000. Và với cái chiếc xe Honda đó mẫu 2021-22 này thì coi như không còn bàn gì về chất lượng của xe nữa, bởi vì hệ thống thắng đĩa trước sau ABS an toàn tuyệt đối, máy móc cực kỳ êm. Đúng không? Xe là còn mới nguyên, cực kỳ đẹp. Chiếc xe này thì mang biển số là 59N3 41651. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 91 triệu nha các bạn. 91 triệu cho một cái phiên bản 2021-22 ABS. ABS cực kỳ đẹp luôn. 91 triệu. Rồi, xin cảm ơn. Ngoài ra đây mà có khá là nhiều nha các bạn. Đây là khá là nhiều, nhưng mà thì mình quay là quay tận cưng một vài chiếc để cho các bạn các chị xem. Bởi vì sao? Bởi vì quay nhiều quá nó chạy ra rồi, thì ra hình thức thì nó cũng y chang vậy thôi, không có khác trong cái gì nhiều. Quan trọng là khi các bạn các chị tới, các bạn các chị lựa được ra những cái sản phẩm mà các bạn các chị cảm thấy là hài lòng, ý thích, phù hợp nhất, thì khi các bạn các chị thì có thể là mình sẽ đổi cho các bạn các anh chị nghe ý của các bạn các anh chị là ví dụ như từ màu trắng qua màu đen, từ màu trắng qua màu đỏ qua màu đen qua màu xanh qua màu vàng gì đó. Đó thì em sẽ đổi cho các bạn các anh chị, phục vụ các bạn hoàn toàn miễn phí luôn, coi như là không tốn thêm chi phí gì cả. Và ngoài ra thì khi các bạn các anh chị mua, nếu chúng ta có thể trả thì còn tiền mặt thì chúng ta có thể trả tiền mặt luôn, nếu không thì chúng ta có thể cũng còn tốn trả góp qua cái hệ thống ngân hàng với mức tiêu chuẩn là khoảng 30-40% đưa trước. Rồi em cũng xin lưu với các bạn các chị là mua cái gì cũng vậy, các bạn các chị hãy tới tận nơi để thử trả test các kiểu hết, đừng bao giờ là chuyển khoản
của cho mình ha, cũng như là bán là chỉ có làm giấy tờ cho các bạn, sau khi các bạn có chỉ tới thử xe, test xe xong hài lòng vừa ý rồi thì em mới bắt đầu tiến hành đưa các bạn các chị đi ký giấy tờ. Sau khi đi ký giấy tờ về rồi các bạn các chị không thích cái gì á, em sẽ đổi cho các bạn các chị thích, hài lòng vừa ý thôi. Và sau khi đó, sau khi giấy tờ các bạn cầm trong tay, xe các bạn các chị được đổi như ý mình rồi thì lúc đó mới nên thanh toán tiền nha. Và em thưa với các bạn các chị đã có rất là nhiều cái trường hợp mà bị lừa trên Zalo, nên em không có đăng trên Zalo nha. Nên nhớ nha, từ hồi đó giờ em không đăng bất cứ một tin nào về xe cộ trên Zalo cũng như là trên chuyển khoản thì yêu cầu mà khách hàng chuyển khoản tiền trước á, chuyển tiền trước mất lòng lắm và mất tiền luôn á các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn khách cũng không có rời được cái xe, các bạn cũng không có làm giấy tờ luôn. Nên em cũng mong muốn nói sao cho có lợi cho quý khách hàng nhất thôi. Làm giấy tờ xong xuôi hết rồi, mới nhận tiền, làm giấy tờ xong xuôi hết rồi, giao xe tận tay các bạn các chị rồi, lúc đó mới thanh toán tiền nha. Không thanh toán tiền trước nha các bạn. Đó, em chỉ thưa vậy thôi. Một lần nữa mong các bạn các chị hãy cân nhắc trước khi mình đưa ra quyết định. Và một lần nữa em không bao giờ muốn làm cho các bạn các chị nói chung là buồn lòng, cũng như là đem đến cái nỗi khổ và niềm đau. Em chỉ mong muốn được đem đến cái niềm vui và hạnh phúc cho các bạn các chị sở hữu được những cái xe, những cái sản phẩm hài lòng và ưng ý nhất thôi nha. Một lần nữa em xin cảm ơn các bạn các chị và chúc tất cả các bạn các chị luôn